Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là hôm cuối cùng mà bạn bè của Mai sang đây chơi. Mai để anh chị khám phá vùng của Mai, vùng Beaujolais, nơi mà có loại rượu vang rất được nhiều người yêu thích nhé. Để anh chị khám phá hôm nay trước khi gia đình nhà Mai lên đường đi vào khu vực Côte d'Azur mà ai cũng mơ ước khi sang Pháp được một lần đặt chân tới đây. Đấy, được vào tận nơi thưởng thức rượu theo kiểu ngày xưa, anh thấy chưa? Đấy, họ ta lấy cái quy trình mọi người thử rượu ở cái bistro, làm cái bar mà non stop ấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Anh ấy nói là mình chồng em mua cái rượu này này. Đó. Đấy, thử rượu đang nói về rượu ấy. Các người thử rượu đánh giá rượu đấy, thì thấy chuẩn chưa? Thẩm rượu đấy. À, số 1, số 2, số 3 kìa đấy, anh thấy không? Đánh giá ba số thăm dưỡng gian rượu đây. Họ đánh giá tầng chỗ 1 xong bên dưới cô chú anh chị bạn có thể nhìn thấy những thùng rượu này, thùng rượu ở dưới này. Đó. Cả một cái bảo tàng lịch sử người ta để làm nên một cái loại rượu như vậy, anh thấy không? Đó. Anh thấy chưa? Uống một ly rượu là mình phải hiểu sao về cái quy trình làm ra rượu ấy. Người vào đây là cảm giác 12, 13 người trên một cái này thôi. Chỉ 13 người nhá. Bắt đầu quả này là cảm giác mạnh này. Đó. Đứng gần em. Đây là mọi người đang chuẩn bị nhá. Sau khi anh chị tham quan và tìm hiểu về bảo tàng, những cái dụng cụ để làm ra những loại rượu vang đó, thì bây giờ đó là mọi người được vào một cái phòng để xem toàn cảnh được quay trên trực thăng ở Beaujolais. Đó. Cô chú anh chị các bạn nếu mà để ý đấy thì sẽ biết rằng những cái ngôi làng mà được quay từ trên xa zoom lại thế này đó là những ngôi làng mà Mai đã từng chia sẻ như là Juniella hay là Santa Mua, Moulin Avon, nói chung là rất là nhiều ngôi làng. Và chút nữa đấy thì cô chú anh chị các bạn có thể thấy là ngôi làng Sarcella, ngôi làng rất là đẹp, chỉ có 172 hộ dân sống ở đó. Và khi gia đình chị Mick từ bên Đức qua đó thì Mai cũng dẫn tới đó, dẫn tới mấy ngôi làng. Đó, khi mà mọi người vào trong đây xem nhá thì cảm giác như là mình đang bay trên trực thăng vậy. Tại vì nó là cái hình 3D đó. Và mình cũng xem hình ảnh sống động như là mình đang trực tiếp được ngồi trên trực thăng xem như vậy đó. Và đây là cái núi này cô chú anh chị các bạn thấy đó, là khi mà gia đình em Dung sang ấy thì gia đình nhà Mai cũng dẫn em Dung lên đây picnic một ngày và khám phá ở trên đây để ngắm toàn cảnh Beaujolais từ trên núi cao nhá. Từ trên độ cao thì đúng hơn. Và bây giờ thì tới chỗ xưởng sản xuất đây. Nho họ đưa lên như này nhá. Đấy, nho họ đưa lên vào kia xong họ ép ra. Anh nhìn này. Nho đưa lên vào đây ép ra, ép xong chuyển nước sang đây này. Cái này là em quay trực tiếp rồi. Em quay trực tiếp của cái thằng nhà thằng hôm nọ anh đi thử rượu đấy nhớ không? Đó. Đúng rồi, không còn ép như ngày xưa nữa. Ui giời. Ngày xưa những cái máy ép nhựa, cái máy ép nho bằng gỗ này, gọi là ép nho thủ công ấy. Đây. Những cái chai rượu ngày xưa này siêu to đấy, anh thích chai nào? Chai này 18 lít, anh ơi, chai này 18 lít, chai thứ hai 15 lít, chai thứ ba 12 lít, chai 9 lít, 6 lít, 4 lít rưỡi, 3 lít, lít rưỡi, 1 lít, 75, 75, chai 50, chai 37 phải chăng đây, 37 ml, chai 10, 25 ml, 18 ml. Đấy, anh chọn chai nào? Chắc là phải chai của hai khoảng 18 lít mới đủ nha. Em 15 lít. Đây. Anh nghe, đây là những cái loại gỗ để làm ra cái nắp. Nắp chai. Thế nên nó rất nhiều ở
Tây Ban Nha và ở bên Bồ Đào Nha, nhưng bên Pháp không có nhá. Cái loại gỗ mà làm cái nắp chai nó khác nhá anh nhá, chứ không phải gỗ nào cũng làm được đâu. Đây. Để cho quay cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn có thể thấy là những cái loại gỗ để làm ra những cái nút chai rượu ấy. Anh Ngọc ơi, đây là loại gỗ làm ra nút chai rượu mà nó có rất nhiều từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ở Pháp cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là Tây Ban Nha Bồ Đào Nha. Đây đấy, gọi đấy cô chú anh chị các bạn có thể thấy là đây cái máy làm mấy này đấy, nó có từng size một đấy, thấy không đấy. Còn kia anh nhìn kìa, họ cắt gỗ, cô chú anh chị các bạn, đấy là họ cắt gỗ này, họ cắt gỗ xong bắt đầu họ mới làm ra từng cái mẫu của gỗ, từng mẫu nút chai với nhau đấy. Đến tất cả những cái mẫu nút chai ấy. Đấy, ngày nút xưa chai, đến nắp chai. Đấy đấy đấy, quy trình gọi là không thiếu cái gì, cho nên dành cho những người mà thưởng thức rượu đây. Đó. Sau khi mà dân nhà Mai đi thăm một vòng nơi họ sản xuất ra rượu, và họ đã có nghĩa là nói về lịch sử của cây nho trồng như nào, như sản xuất trồng ra những loại nho, sản xuất rượu làm sao. Đó, và đến bây giờ thì sẽ tới một cái phòng để ngồi thử rượu. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Đấy, đấy em kia đang hướng dẫn là sẽ thử những loại rượu gì hôm nay. Ui. Người ta đang hỏi là những ai muốn thử rượu, chị cũng muốn thử không? Oui, tout le monde veut goûter. Non, stop, stop, moi je veux pas. Madame, vous voulez de l'eau? Que de l'eau, s'il vous plaît. Oui. Ça sera de l'eau. Je vous prie, je vous laisserai choisir. Là, c'est ça, tout ça, c'est pour vous. Vous pouvez cocher. Pour après, si vous aimez des vins, par exemple, que vous voulez les acheter à la grande boutique. Voilà, je vais voir avec vous. Họ nói là bây giờ. En orange, si vous voulez faire déguster. Tant ceux qui sont dans votre quartier, tous ceux que vous pouvez prendre en boutique, vous pouvez vous présenter. Cái gì? Họ hỏi em uống nước cam hay uống nước, em ấy muốn nước. Để em hỏi lại. Em bổ tất cả mọi thứ hết rượu rồi. Xong họ mới cho cái mẫu mình. Họ nói là chọn cái loại này. Muốn nếm cái loại nào thì dính đánh dấu vào đó. Tí nữa họ sẽ mang rượu cho mình thử. Đó, cô chú anh chị bạn thấy đẹp chưa? Đây là cái bar mà để cho mọi người ngồi đây thưởng thức rượu nhé. Rất là rộng và to. Đấy, nhân viên đã mang rượu mà mang nước ra đây. Merci. Đó, nước của Mai đó. Đây là hai ly nước nước nho này, chị thấy không? Phụ nữ phục vụ đầu tiên, đó là sự khác biệt, thấy không? Chị cứ bóp chồng em nhá. Chị ơi, trong cái sát là đẹp này chị nhỉ? Không gian đẹp thật đấy. Ngồi đây thưởng thức rượu, tuyệt vời. Chị ơi, ngoài kia là có mỗi bàn có 3 ly để cho khách người ta đặt đấy, người ta sẽ uống thử đấy. Người ta lựa chọn những loại rượu người ta uống ấy. Bây giờ rót rượu cho anh Ngọc và anh Hồng, ông xã Mai thử. Merci. Đó, bây giờ thưởng thức. Đó, chín chín. Chúc sức khỏe anh chị. Chào mừng anh chị tới với đất là nhà em. Chi 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 chi. Thật là vui vẻ. À votre santé. Merci. Đó. Còn cho nhấm nháp nữa đấy. Đấy là Pháp anh. Cứ bao giờ ngồi ra nếm này. Rượu ngon lắm. Đấy như chồng em nói là họ làm ra 140.000 chai. Sang coron min putey apeki vang cambien gác cambien putey pulley vang putey 140.000 chai, nhưng mà họ giữ ông giữ cho ông ấy 10.000 chai đó, còn nó bán 130.000 chai. Là công này này ông ấy là làm ra 140.000 chai này đó, như này để tiếp khách như anh em mình đây là 140.000 chai là một loại này thôi nhá, chứ ông mới có hàng bao nhiêu loại. Nhưng mà nếu mà như anh với anh Hồng với cả Si là giữ hết. Giữ hết rồi ngâm mình vào đấy. Đúng rồi. Anh ơi, chồng bảo là bây giờ đấy anh muốn tiếp tục nếm rượu đỏ hay rượu trắng? Bây giờ vừa lấy rượu đỏ rồi rượu trắng đi. Mà tôi đang phê phê de Rivam Blanc. Anh muốn rượu trắng hả? Đúng rồi, để sao sự khác biệt. Phê phê Vam Blanc. Maintenant Vam Blanc. Oui.
Đó, họ sẽ đổi ly nhá. Đó, vừa rồi uống ly trắng, giờ đi đỏ rồi uống ly trắng. Không, 5 ly thôi. Đây. Đây là rượu trắng ấy, tại vì chị Minh thích rượu trắng mà. Đây đưa cho con gái trước. Đây, cho mình cái chai để mình uống thử. Purifice. Cái chai này là nhà em hay tặng Noel cho con cô chồng em. Rất là mê, dưới cả cô chồng cực kỳ mê. Thơm đấy hả? Chai này là chai em bao nhiêu chị không? Không, chai của chị em nói chị thử đó. Chai này chị thử là Macon Villa. Macon Blanc là chị rất thích ấy. Em tặng chị một thùng với lại chị Cúc một thùng ấy. Nào, chạm ly. Mùi rất là em thích em. Chin. Đấy. Rất dễ thương, hương điệu nó dịu. Ừ. Ngon chua nhưng mà nó dịu. Con đi cùng mình cảm nhận cái nhìn trông dịu. Anh đang khen chai ngọt ở xe may ở cơ San Vega ra. Chồng em thì cực kỳ thích San Vega mà hôm nay thì mời khen cái rượu này ngon. Ok, mọi người đã thưởng thức rượu xong, ai cũng khen rượu ngon đó, chơi hết chai luôn rồi. Bây giờ là ra về, bây giờ là đến cửa hàng rượu đó, cái rượu anh đã thử rồi và nếu anh thích anh có thể ra mua. Merci beaucoup. Au revoir. Đây. Au revoir. Đây. Ra đây là thoải mái trưng bày mua đủ các loại rượu. Chị Minh đấy. Nến kìa. Nến lá hoa đấy, mua đi. Chưa cái xịt quá ra. Anh ơi, cái chai nến nó nhỏ có khoảng cỡ hơn 2 triệu đấy anh này. Đây. À đây là whisky nhá. Đây là whisky này. Đấy, có muốn mua một chai whisky nào không? Anh nói whisky này, whisky. Đây là gian hàng whisky nhá, có đủ loại whisky luôn. Đó. Đây, anh Ngọc tới đất này đấy, đây, chai 7 năm này đấy. À, Lam Côte de Mar nó rượu đấy, de Mar. Anh nghe này, đây là đây, không phải whisky, đây là loại rượu vang họ pressé nó nghiền rất là chặt. Ils prennent ce qui reste dans le pressoir et ça ils font distiller pour faire de l'alcool. À, đây là cái loại rượu này nhá, là khi mà nó ép nước rồi thì lấy cái bã đó. Chứ không phải nước đâu nhá, nước làm rượu. Mà cái bã làm cái loại rượu mạnh này, những 45 độ đó nhá. Nó đến từ cái vùng này. Du vin de Bourgogne, oui. Est que son sucre ở anh ấy nó nặng là rượu nặng ấy 45 độ C đấy nhá. 45 độ độ gì đấy? Không phải độ C mà 45 độ đấy. 45 độ. Vâng. Đây là toàn chỗ rượu mạnh nhá. Rồi khỏi chỗ thử rượu mà các anh đắm chìm trong rượu luôn đấy. Vâng, đây toàn rượu mạnh nhá, còn ở ngoài kia là rượu vang sau đấy. Đây là chai rượu mà hơn chục triệu mà chị Minh cứ đòi mua, nhưng mà vấn đề là chồng em bảo là người ta không cho chị mang được về chỗ sân bay, người ta không cho chị mang 4,5 lít về đâu chị Minh ơi, nó bị quá, nó không cho phép ấy, nó bắt phạt chị nó hết hơi đấy, quá nồng độ cồn không cho chị, không phải bắt phạt mà nó bắt bỏ lại thì sẽ bỏ. Không, bỏ lại ở bên Pháp cho chị, anh thì về nhá, nhưng về Việt Nam nó không cho chị vào ấy. Tại vì chị cầm quá nồng độ rượu người ta không cho phép ấy. Rượu vang đỏ, vang thì chị cầm được vì nó nhẹ. Nhẹ độ. Đây là ốc sên này đấy, chị Minh đang bất ngờ là ốc sên đang đóng hộp này đấy. Chị ơi chị, đây này, chị đang nói là đen, nó nói là rượu hồng này chỉ uống mùa hè thôi nhá. Nó giống như thay cái rượu trắng ấy, nó rất là mát. Món ăn là ốc sên đấy, ăn thử ốc sên đi. Ốc sên có ăn này. Vâng ạ, đồ ăn ốc sên đấy. Chó này. Ôi trời ơi, ở bên đây thì nó quá nhiều rượu nhá. Mai không thể quay cận cảnh từng chai một nhá. Mai quay xa cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây này, bây giờ vào đây là rượu mới đắt hơn này. Cherry. Em cảm ơn anh đó. Tại sao ấy là nó phải vào đây là vì nó ở trong này có nhiều cái tủ bảo quản rượu ấy. Vâng. Nó chưa. Như là cái chai ở đây đúng rồi, chai đây đắt hơn là 120 ơi, chai này là hơn 3 triệu này chị này.
À đây chai chai bo đồ đây anh. Ở chỗ này chỗ bo đồ đó. Đó. Đúng rồi, tại vì chỉ nhìn chai bo đồ chỉ cần nhìn cái lắp là biết mà anh, những cái chai đấy. Cái dáng chai là biết, còn dáng chai chỗ em là khác. Đó. Bo đồ của anh đấy. Đấy. Anh ơi, anh ơi, cái chai mà anh bảo là bố em uống này, 699 này, 669 này. Đấy. Đây là anh ấy kiểu là hôm qua là bố em hay uống chai này, anh hay uống chai cùng bố em này. Đây đây, hãng này, đây đây. Cũng hay có cái bây giờ mình chui vào hẳn cái phòng bảo quản liệu với nhiệt độ là thích hợp cho bảo quản. Người ta trân trọng như người ta trân trọng giá trị rượu ngon. Đúng rồi, nó phải để như thế nó mới không bị hỏng nữa anh. Rượu đắt tiền họ phải anh ơi, toàn những chai rượu mà mười mấy triệu này. Cái này có để lâu không? Chắc khi sẽ ông Phước Gác không long tăng lũ tây cắm sát. Cái này là anh phải để bảo quản được cơ. 217 2017 năm 213 211 300 ơ này. Rượu càng để lâu thì càng có giá trị. Nó khoảng 26 triệu chai đấy. Đâu chai nào đấy? 790 ơ mẹ ơi, nó rơi vào cỡ 25 triệu rồi. 23 triệu, 24 triệu. 25 triệu. Ơ 276 mà anh. Ờ chị gọi 29 18. Đâu? Gọi ra 28 cho tròn. À đây 28 triệu. 89. Không. 25 triệu, 25 triệu, 25 triệu. 200. Đấy. Anh ơi, hôm nay phải nói một câu như này này. Hôm nay đấy là Mai, hôm nay là vợ chồng Mai đưa vợ chồng chị Minh và vợ chồng chị Hồng Cúc đấy là đi, có nghĩa rằng là khám phá thật sự rằng là nguồn gốc của rượu đến từ đâu, và họ khai thác ra cây nho, họ khai thác ra đất ở đây trồng nho như thế nào, và các anh chị được có nghĩa là vào những kiểu bảo tàng đó, đúng không, là họ lưu giữ lại những cái mà vật dụng trồng nho và kỹ năng kỹ thuật trồng nho đấy họ đã được ghi chép ra đó. Đấy chị ơi, này cái ông chủ này đấy, đây mặt ở ông ấy đấy, ông chủ George Robert ấy, đấy đã trồng nho là như thế nào đó, và các anh được thưởng thức rượu, xem những bộ phim nói về từ khi họ khai thác đặt những cái mầm mống đầu tiên cho đến họ làm ra sản xuất ra một chai rượu nho nó công phu như thế nào, đúng không, và đến cuối cùng thì đến cái cửa hàng bán rượu và anh Ngọc đã mua được chai rượu mình yêu thích để mang về Việt Nam làm kỷ niệm. Ok, gia đình nhà Mai đã dẫn anh chị đi thăm xong và bây giờ thì ra về, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye.